Mời bộ phận kỹ thuật kết nối tới diễn giả Đường Lập Tùng ạ. Và các bạn thân mến, chủ đề cuối của buổi đầu tiên trong chuỗi chương trình Việt Nam Mobile Day 2021 mang tên là Flutter và React Native thì đâu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho dự án Mobile App Day? Và với phần trình bày này thì sẽ do anh Đường Lập Tùng, Senior Flutter Developer, 200 Lab Education trình bày. Thì với chủ đề này thì sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc, chẳng hạn như là sử dụng vũ khí nào thì sẽ phù hợp hơn cho dự án của bạn, hay là những ưu và nhược điểm khi mà bạn chọn giữa Flutter và React Native. Và trong năm 2021 thì liệu đâu sẽ là best choice dành cho những bạn đang mong muốn theo đuổi con đường mobile developer này đây? Và ngay bây giờ thì Ngọc Hân đã thấy anh Đường Lập Tùng rồi ạ. Và xin được chào mừng anh Đường Lập Tùng. Dạ, em chào anh ạ. Hello mọi người, hello MC. Dạ, và ngay bây giờ thì em sẽ không để quý vị khán giả đợi lâu. Em xin nhường lại phần trình bày này cho anh ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Hello, xin chào mọi người. Em xin giới thiệu, em tên là Tùng Đường. Hôm nay em sẽ đại diện cho team 200 Lab Education sẽ mang đến sự kiện Việt Nam Mobile Day chúng ta một chủ đề, đó là đâu là sự lựa chọn hoàn hảo giữa React Native Flutter. Thì lý do tại sao em lại chọn cái chủ đề này thì lúc mà trong quá trình mà em làm nội dung cho website cũng như là làm SEO cho website 200 Lab á, thì em có phát hiện một điều là không những ở thị trường Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới mọi người rất là quan tâm cái chuyện là cùng một công cụ hay là cùng một ngôn ngữ cùng giải quyết một vấn đề gì đó, một bài toán business, thì giữa hai cái công cụ giống nhau ví dụ là backend là Golang với Node.js thì đâu là cái giải pháp tốt nhất cho họ và họ muốn cái nhìn tổng quát nhất, cũng như là cái chuyện là mọi người thấy hai cái mà giống nhau được so sánh mỗi ngày thì đó là dấu hiệu để cho thấy là cái sự quan tâm của mọi người cho hai cái thứ đó rất là lớn. Và đặc biệt React Native Flutter cũng vậy, nhất là những ai mà quan tâm đến lập trình JavaScript mobile. Thì đó là lý do tại sao em lựa chọn chủ đề này. Và nội dung của cái session này em sẽ cùng mọi người tìm ra câu trả lời cho ba câu hỏi, đó là vũ khí nào là phù hợp với dự án của bạn, ưu và nhược điểm từng loại, và là best choice trong năm 2021 cho mobile developer. Thì đầu tiên mình tìm hiểu đến cái phần là độ quan tâm trước đi ha, giữa hai hàng này thì vừa Flutter và React Native đâu là ngôn ngữ được quan tâm nhất trong năm 2020, thì em xin dẫn chứng từ ba cái website mà phải nói là rất là thân thuộc với chúng ta, cũng như là mình, nhất là nhân lập trình viên mình vào những cái website này mỗi ngày luôn. Thì đó bao gồm đó là Stack Overflow, Google Trend và GitHub. Thì đây là số liệu từ Stack Overflow, thì em chia sẻ đây cũng như là một cái ngôi nhà thứ hai, thì em vào cái web này mỗi ngày luôn, với nhất thì không chia sẻ đâu. Thì mọi người quan tâm trên hình giúp em á, sẽ có hai ô là ô màu hồng và ô màu xanh dưới đây. Thì ô màu hồng á là vị trí và bảng xếp hạng của Flutter trên, và cái ô màu xanh dưới này á là vị trí và xếp hạng của React Native. Thì Flutter chiếm 68.8% và React Native là 57.9%. Cái bảng xếp hạng này là gì? Bảng xếp hạng này á là được đánh giá bởi những người developer họ với một cái ngôn ngữ nào đó mà họ đang làm việc và họ sẵn sàng làm việc tiếp với ngôn ngữ đó vì họ cảm thấy rất là happy khi làm việc với ngôn ngữ đó, hoặc là công cụ nào đó. Thì đây em có để một cái nguồn trên Stack Overflow, và cái nguồn này nó được cập nhật vào mỗi năm và rất là nhiều ngôn ngữ nữa, chứ không chỉ riêng là hai cái platform Flutter và React Native đâu. Cho là mọi người có thể vào cái đường link này để mọi người xem hết những cái ngôn ngữ mà mọi người quan tâm. Tiếp theo là mình đến số liệu từ GitHub. Thì GitHub, đầu tiên mọi người biết React Native và Flutter là hai ngôn ngữ open source, cho nên là source của nó mọi người có thể tham khảo trên GitHub. Và cái số liệu mà người ta cập nhật được trên trang Observer thì ở trong năm 2020 thì có đến 13.000 contributor cho Flutter, và trong
và React Native là chính hơn 9.000. Thì contributor này được tính là những cái feature, những cái merge request, những cái issue được fix lỗi, được cộng đồng họ contribute vô cho cái framework này. Thì mọi người thấy là cái số lượng người họ contribute cho Flutter nó nhỉnh hơn một tí so với React Native. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số sao trên GitHub của hai ngôn ngữ này đó là Flutter thì sắp xỉ 127.000 và React Native thì sắp xỉ 97.100. Đây là những con số rất là cao nha mọi người, chứng tỏ là hai cái framework này rất là được mọi người sử dụng và rất được mọi người quan tâm. Tiếp theo là mình sẽ đến số liệu từ Google Trends. Thì em giới thiệu sơ cho mọi người, nếu cho những ai chưa biết về Google Trends, thì Google Trends là một cái công cụ để mình tổng hợp lại xem là trong, ví dụ em với một cái cụm từ khóa mà người dùng họ search mỗi ngày trên mạng là gì, và Google sẽ tổng hợp lại cho chúng ta biết. Ở đây em đang để là Flutter và React Native. Thì mức độ quan tâm á, em để trong vòng 12 tháng vừa qua kể từ ngày em làm slide này. Thì mọi người có thể thấy á, là trên toàn thế giới sẽ cái biểu đồ màu xanh này á, là Flutter, và biểu đồ màu đỏ này á, nó là React Native. Thì cái Flutter này á, nó được mức độ tìm kiếm của nó, mọi người thấy á, theo thời gian nó vẫn nhỉnh hơn Flutter, nhỉnh hơn React Native một chút xíu. Sẽ có người nói với em á, là cái chữ Flutter này nó là một cái từ tiếng Anh. Và từ tiếng Anh thì cũng có thể là ai đó sẽ vào tra cái từ này, nhưng mà em không nghĩ là cái từ Flutter này nó quá phổ biến và người dùng họ tìm kiếm cái từ Flutter này nhiều. Cho nên là cái biểu đồ này để khẳng định là cái sự quan tâm của Flutter nó nhỉnh hơn React Native một chút trong vòng 12 tháng qua. Và mọi người có thể truy cập lại cái biểu đồ này trong cái đường link em có để gửi ở đây. Thì trước khi mà mình tìm hiểu sâu hơn á, là tại sao có khái niệm platform framework, và tại sao tụi nó ra đời, mục đích tụi nó ra đời làm gì và giải quyết được bài toán gì trên thị trường của chúng ta, nhất là mobile app, thì mình sẽ đi đến phần tổng quan lại thị trường mobile app hiện nay. Thì tổng quan thị trường mobile app hiện nay á, nó sẽ gồm có 4 loại mọi người thấy trên màn hình, đó là native app, hybrid app, web app, platform app. Thì mục đích mà mọi người lập trình mobile app để làm gì, thì hiện tại á, là để phục vụ cho số lượng user cực kỳ lớn cho hai hệ điều hành, đó là Android và iOS. Thì họ sơ thai á, mọi người chỉ có thể lập trình native app, có nghĩa là một cái lập trình riêng cho Android và lập trình riêng cho iOS. Thì thời gian phát triển dần, người ta cảm giác là cái chuyện đó là nó hơi có nhiều nhược điểm, và người ta có những cái cuộc cách mạng ra đời, họ làm thay đổi cái chuyện đó, cho nên là tiếp tục sự ra đời giữa hybrid app, web app và platform app. Ok, thì mình sẽ đi tìm hiểu một chút xíu về native app thì nó sẽ như thế nào. Thì native app performance á, nó về ưu điểm thì performance của nó rất là cao vì nó nói chuyện trực tiếp với điều hành. Thì cái điều này là rất là sure luôn rồi mọi người. Nếu mà một cái app native viết được tốt á, thì không có cửa nẻo gì mà những hàng còn lại á, nó performance cao hơn được. Cho nên đây là một cái ưu điểm mà không thể chối cãi được khi mọi người viết native app. Tiếp theo á, là ý là UX phù hợp với từng nền tảng. Đó là sao ạ? Đó là những cái mà UX riêng. Ví dụ như mọi người xài iOS đi, thì mọi người có cái cử chỉ á, là mình sẽ vuốt được từ bên mép màn hình từ trái qua để mình back về, hoặc là khi mà mọi người sử dụng Facebook, mọi người nhấn cái nút home ở dưới bottom bar, nhấn hai cái thì tự động scroll lên đầu và nó refresh lại cái list đó. Thì đó là những cái UX riêng của iOS. Còn bên Android thì nó có nút back vật lý nè, nút back vật lý của Android, hoặc là nút back vật lý ảo, hoặc nút back ảo, hoặc là nó cái action bar rất là đặc biệt của Android. Thì đó là những cái UX nó là đặc trưng của cái nền tảng đó. Và native app á, nó là một cái lựa chọn rất là tối ưu cho những ứng dụng game, xử lý hình ảnh video. Ví dụ như mọi người thấy là ứng dụng TikTok, mọi người cần đặt filter lên màn hình, đặt filter lên khuôn mặt, rồi mình trải nghiệm lướt video, mình coi video gì đó, thì những ứng dụng native này á, nó sẽ giúp cho mọi người tối ưu những cái chuyện đó.
và mình viết app native cho những ứng dụng cần những cái khả năng xử lý tính toán cao như vậy, thì đó là một cái best practice. Và đương nhiên rồi, thì native app á, nó sẽ sử dụng trực tiếp được những cái camera GPS, những cái room light sensor gì đó của trên phía native, nó xài rất là trực tiếp luôn, không cần đi qua thằng nào cả. Và này này cũng là một cái ưu điểm của native app. Nhưng mà song song đó thì nó cũng có bao gồm những cái nhược điểm như sau. Thì chi phí phát triển gấp đôi để phát triển đội ngũ Android, iOS giống như mọi người biết, thì cũng là một sản phẩm thôi, nhưng mà mình cần có một cái app chạy trên Android và một cái app chạy trên iOS. Thì do đó mình sẽ cần hai team, hai cái đội ngũ để phát triển ứng dụng chạy trên hai nền tảng đó. Do đó em giả sử là bên đội Android 2 người thì bên iOS 2 người. Do đó là mọi người thấy cùng là một sản phẩm thôi, nhưng mà chi phí phát triển cái ứng dụng đó nó phải tăng lên gấp đôi, gấp 2 lần. Chất lượng giữa hai nền tảng không đồng đều, đó là khi một tính năng bất kỳ bên iOS họ làm được nhưng mà bên Android họ rất là mất thời gian để họ xử lý cái đó, và có thể là nó đẹp không được như cái mà họ mong muốn. Cho nên là chất lượng giữa hai nền tảng, hai đội ngũ, hai con người khác nhau sẽ cho ra hai cái hoàn toàn khác nhau luôn. Điều này là không thể nào mà bàn cãi được. Và tiếp theo đó thì do là hai đội ngũ, hai sụt có khác nhau, cho nên đó dù là một sản phẩm mà chúng ta cũng phải maintain cái sụt có đó 2 lần, là hai, đó là lý do như vậy. Và cuối cùng á, ý cuối cùng đó là đôi khi thời gian release sản phẩm trên store không đồng nhất. Thì cái này dễ thấy nhất đối với các bạn mà mình ví dụ chơi game tốc chiến đi, thì đôi khi á là một cái bản cập nhật họ ra chơi Android trước khi là họ ra chơi iOS, em ví dụ thôi chứ em không nói là cái game tốc chiến nó viết bằng native app. Nhưng mà cái điều đó, cái ví dụ đó chứng minh được cái chuyện á là cái release sản phẩm trên store nó sẽ không có đồng nhất, tại vì hai hai cái app nó chạy tính năng không có kịp với nhau. Thì đó là một cái điểm hơi bất lợi khi mà mọi người, nếu mà mọi người không quản lý được tốt á, cái chuyện đó nó sẽ là một cái bất lợi khi mà người cập lên store đó, người dùng hơi là khó chịu. Thì những cái nhược điểm này á, nó sẽ hình thành ra những cuộc cách mạng mới để giải quyết cái vấn đề trên. Thì mọi người thấy ở slide hồi nãy nó bao gồm là hai web app nè, gồm web app nè và cùng đó là social app. Thì chủ đề hôm nay á, mình focus vào đó, React Native và Flutter, cho nên em sẽ đi luôn đến cái phần là đó là social app. Thì ưu điểm của đó là social app, mọi người có thể thấy á, ưu điểm của nó thực chất nó là những nhược điểm của native app. Nghĩa là sao ạ? Vì native app thì phải cần hai source code, nhưng có platform thì chỉ cần một source code bay thôi là mình đã có thể build được app chạy trên Android và iOS. Và do là chỉ cần một source code thôi thì đương nhiên á là sẽ giảm thiểu được cái thời gian cũng như là chi phí. Chi phí ở đây có là bận cái mình phải bỏ tiền ra thuê đội ngũ mình làm ứng dụng đó. Đó, mọi người thấy là nó sẽ giảm thiểu được đâu đó sẽ là phân nửa. Giả sử là một đội Android, một đội iOS, thì bây giờ chỉ cần một đội platform app thôi là mình sẽ làm được cái sản phẩm đó. Chất lượng sản phẩm giữa các nền tảng sẽ đồng đều hơn. Ở đây ý ở đây là khi mà mình cùng một sụp có đó, mình chạy cùng một tính năng, thì tính năng đó nó sẽ chạy trên nền tảng, nó sẽ hoạt động như nhau mà, tại vì trên cùng một sụp có thì chất lượng nó sẽ cho ra nó sẽ đồng đều hơn. Okay. Và ý tiếp theo đó là user có trải nghiệm tốt hơn thay vì phải học lại cách sử dụng khi chuyển nền tảng. Thì theo em thì cái việc mà cái ý này nó là như vậy. Mọi người nhớ là cái ý hồi nãy US nó phù hợp với từng nền tảng, là Android nó có một cái US riêng và iOS có US riêng. Thì dần dần á, thời gian thì cái điều đó nó cũng không còn quan trọng nữa. Tại vì user họ họ tải app để họ sử dụng đúng với mục đích của họ thôi. Cho nên là một cái UI đồng nhất giữa Android và iOS nó cũng không còn cái gì đó là kiểu như là nhược điểm của nó nữa. Thì user miễn sao đó, user cầm được cái app, user trải nghiệm đúng được cái mục đích mà họ nhu cầu họ muốn dùng là được. Miễn sao có cái app, trái phải được là được. Đó, thì không cần phải Android phải giống như Android và iOS thì phải giống như native iOS.
Ý tiếp theo là rất phù hợp cho việc xây dựng MVP để test thị trường. MVP ở đây mọi người lưu ý không phải là Most Value Layer đâu nha mọi người. Most Value Layer, MVP ở đây nó là Minimum Viable Product. Thì để làm gì ạ? Thì khi mà ở đây á, đây là thời đại mà bùng nổ của việc startup công nghệ. Thì những startup công nghệ họ mong muốn họ build một cái MVP, một cái product đủ hết tính năng để họ chạy test thị trường. Thì những cái roadmap app này nó rất là phù hợp để làm cái chuyện đó. Thì tại sao nó phù hợp? Vì nó giảm thiểu được chi phí cho họ nè, nó speed up cái khả năng release cái sản phẩm ra thị trường. Nhưng hiện tại nếu như mọi người làm một cái app chỉnh chu, một business hoàn chỉnh rõ ràng thì mọi người có thể hoàn toàn sử dụng platform build từ đầu luôn chứ không dừng lại cái chuyện là build MVP nữa thôi. Rồi nhược điểm của platform là gì? Thì nhược điểm đầu tiên á, mọi người sẽ thấy được á, chắc chắn một điều là performance ứng dụng nó sẽ không bằng có native được, điều là hiển nhiên luôn. Đòi hỏi phải có kiến thức native. Thì giả sử mọi người làm một cái app mà nó liên quan đến calling nè, liên quan đến streaming nè, họ cần sử dụng vào cái camera của điện thoại, thì mình phải cần có thêm một chút xíu kiến thức về native để làm gì ạ? Để khi mà bug nó phát sinh hoặc là một cái lỗi gì đó dưới native thì mình cần phải chui xuống dưới đó mình chỉnh sửa một tí. Nhưng mà hay em thấy á, hầu hết những cái app phổ thông trên hiện tại trên thị trường á, mình sẽ không cần đến kiến thức native nhiều đâu, vì những cái kiến thức native đó, nó đòi hỏi ở những cái app mà nó phải đi như là app calling, app streaming á, nó đi sâu xuống để nó chỉnh sửa hay một số gì đó. Cho nên là những người làm đó platform thì best lời khuyên, best recommend á là mọi người nên có kiến thức native, nhưng mà nó là recommend thôi chứ không phải là điều bắt buộc. Nhưng mà nếu mà một công ty nào đó, một startup nào đó muốn làm một cái sản phẩm chỉnh chu thì không nên bỏ đội ngũ native, theo em thấy là như vậy. Thì có đội ngũ native á, nó sẽ fit được những cái vấn đề mà giữa đó firm network á, nó không làm được. Và ý cuối cùng là hạn chế của các framework. Hạn chế của các framework thì giống như em nói hồi nãy, nó sẽ có một số thứ á, mà mọi người bắt buộc phải lặn xuống, lội xuống native, mọi người sửa nó. Chứ ở trên tầng framework á, mọi người không thể làm được gì hết. Em giả sử như là camera nè, giả sử như là những cái mà chỉnh sửa đặt filter lên màn hình, thì những cái đó platform platform cũng làm được, nhưng mà để mà tối ưu hơn á, mọi người nên lội xuống đi tìm mọi người sửa để nó được một cái yêu cầu nhất định của mọi người đặt ra khi mọi người làm ứng dụng. À, cái này có một ý nhỏ đó là về performance animation á, thì letter do chất lượng tương đương. Thì tại sao lại có cái này, mình sẽ tìm hiểu ở phần sau. Thì đây là một giờ mình đến cái phần tổng quan của Flutter và React Native. Thì em rất là may mắn em tìm được một cái hình ở ở trên mạng. Thì cái hình này á, nó là cái trực tổng quan nhất và khái quát nhất giữa hai cái ngôn ngữ, giữa hai cái platform framework Flutter và React Native. Thì mọi người thấy á, là cái ngày mà release đầu tiên của Flutter là 2010, 2017. Thì cái release này á, mọi người tránh để mọi người hiểu lầm á, thì cái ngày này nè, nó là cái ngày mà giống như là kiểu mọi người mở mở hàng ra bán thôi, kiểu như là chưa phải là cái ngày release chính thức. Thì cái ngày release chính thức của Victor nó vào cuối 2019, tháng 12 2019 nó release bản version 1.0.0. Còn ở thời điểm 2017 này, giống như là kiểu những cái dev của Victor họ tung ra cho thị trường, họ testing, họ sử dụng trước thôi, bản beta. Và React Native á, là được ra đời vào 2015. Thì hai cái số liệu này á, nó sẽ cho mọi người thấy là Flutter trẻ hơn React Native. Thì em may mắn em được làm việc với Flutter vào đâu đó khoảng chừng tháng 6 tháng 7 2019. Thì giai đoạn đó Flutter đang ở phiên bản beta 0.6, em nhớ không lầm. Thì em đã tiếp xúc với Flutter từ giai đoạn đó, và trước đó thì em làm React Native. Lần đầu khi mà em làm việc với Flutter thì em cảm giác là nó kiểu như làm rất là thích, và khi làm
về cái nó. Tại vì trong thời gian đó thì em đang làm với dự án trực tiếp. Thật sự là lúc đó tôi làm công ty á, cái việc làm dự án trực tiếp á, cái việc mà link giữa cái thư viện á, nếu mà ai mà biết thì nó thời điểm đó nó một cái gì đó rất là kinh khủng luôn. Cho nên là khi mà có một anh leader cũ team em á kêu là đi trải nghiệm thử hàng tester đi để build app xem nó thế nào, thì khi mà build thử Flutter thì em quyết định là em gắn bó với Flutter từ đó đến giờ luôn. Và hai cái công nghệ này á thì mọi người thấy bên Flutter nó được back bởi Google và bên React Native là được back bởi Facebook, là hai ông lớn của công nghệ, hai ông lớn công nghệ hiện tại. Thì mọi người thấy trên màn hình á là về cái ngôn ngữ thì React Native sử dụng JavaScript, một cái ngôn ngữ mà phải nói là hình thành nhất hiện tại luôn. Thì điều đó nó chứng tỏ là được gì? Thì điều đó chứng tỏ nếu như team của mọi người là một cái team thuần về JavaScript, mọi người build web bằng React CS hoặc là những ngôn ngữ gì đó, những cái web mà thuộc về CS, thì khi mà họ chuyển qua họ build app với React Native á là cái điều gì đó rất là happy luôn. Và mọi người khi mà mọi người sử dụng JavaScript xin lỗi xin phép tiếp tục, thì ở đây á khi mà team mọi người sử dụng JavaScript để build web á thì mọi người sử dụng cái base đó họ build luôn React Native á, thì họ resume lại được những cái business logic trong cái ứng dụng của họ. Và điều đó cho thấy được một chuyện á, là khi mà mọi người text text stack chính của mọi người á, là JavaScript, thì team của mọi người á sẽ rất là happy để chọn React Native làm cái ngôn ngữ, là một cái framework để mọi người build app luôn. Và bên Flutter thì sử dụng ngôn ngữ Dart, thì hai thằng này đều có thể chạy được trên Android và iOS. Tuy nhiên thì đến Flutter 2, version 2.0 thì Flutter đã chạy được trên desktop, chạy lên được embedded system là hệ thống nhúng, và trên cả trên desktop nữa. Về phần mình thì mọi người thấy về phần mình thì hầu hết những developer trên thế giới họ công nhận là cái performance của Flutter nó gần gần như là 80% của native. Rồi những ý chính ở dưới mọi người có thể thấy thêm một điều đó là hai cái công nghệ này á được sử dụng bởi Google nè. Về bên phía Flutter thì được Alibaba, được Tencent, được Reflectly là những công ty lớn trên thế giới họ sử dụng. Còn bên React Native á, là được Instagram, được Salesforce và đặc biệt là Facebook họ sử dụng React Native cho những ứng dụng của họ. Rồi mình sẽ đi đến ưu điểm của React Native. Thì cái đơn giản nhất mọi người có thể thấy được á, là nó chạy được trên đa nền tảng, nó sử dụng JS là chính. Cho đó em nhắc lại, ví dụ như team nào mà mình cái team mình thuần về JS nhiều á và mình dùng JS để mình build những cái web hay là những làm những chuyện khác á, thì mình sẽ ưu tiên sử dụng JS cho ứng dụng mobile của mình hơn. Đó, vì React Native họ họ sử dụng JS làm ngôn ngữ chính của họ mà. Và cái React Native này á nó cũng giao tiếp trực tiếp với native nhưng mà phải thông qua cái bridge, thông qua những cái cầu. Thì để đây mình back luôn tới cái phần mà cơ chế hoạt động của React Native ha, để mình hiểu tại sao thì cái app mà React Native mọi người biết á nó hoàn toàn là ngôn ngữ JavaScript. Thì để làm sao mà nó hiện nó build được cái app của chúng ta thì nó phải thông qua cái cầu để nó xuống hệ điều hành để nói chuyện. Và mọi người thấy là thông qua cái cầu nó xuống cái platform là OEM widget đó, để nó hệ điều hành là ê vẽ cho tao một cái view có kích thước là width 100 hay 100 để hiện lên trên màn hình. Và có đây là một cái sự hiểu lầm rất là lớn giữa cái, nếu mà ai có React Native á mà nghĩ là khi mà mình build APK, build cái app React Native á thì cái có JavaScript này mà nó sẽ được chuyển hoàn toàn về có native Android iOS đó, thì đó là một cái sự hiểu lầm lớn nha. Vì khi mà mọi người build cái ứng build production á thì cái React Native này á thực chất á là nó vẫn còn là JavaScript, nó chỉ được minimize lại thôi.
nó làm xấu đi, nó bỏ bớt một số thứ đi, nhưng để mà nó chạy được cái app trên native nó vẫn phải thông qua cái RIP. Thì cái RIP này được viết bằng C cộng cộng, và mặc dù á là những cái phiên bản gần đây của React Native nó đã nâng cấp cái cầu này rất là xịn rồi, nhưng mà cầu vẫn là cầu thôi. Mình cần vẽ một cái view gì đó, mình cũng phải gọi xuống native để mình yêu cầu native vẽ ra một cái view đó. Thì do đó cái dù là cái cầu nó được nâng cấp, nhưng mà thì mọi người tưởng tượng nó có 12 làn, nó thêm được thêm 4 làn nữa thì nó sẽ chạy giảm tải thôi, nhưng mà việc thông qua cái cầu đi qua đi lại á, nó sẽ làm mất thời gian và nó sẽ làm cho performance của chúng ta không được cao như ý muốn của chúng ta. Và tại sao á, ở đây nó có một ý là thiên về development hot fix nhanh. Thì ở đây nè, nó là một cái đặc điểm rất là em nghĩ á, nó là một cái đặc điểm một cái vô cùng quan trọng luôn mà em rất là thích ở React Native á. Đó là cost boost, nghĩa là khi mà mình build một cái ứng dụng lên store rồi á, mình có thể mình inject vào cái gói bundle JavaScript này, mình sửa một cái gì đó để mình fix một cái lỗi gì đó mà đang chạy trên production mình đang gặp phải. Thì điều đó rất là làm cho các dev React Native rất là thích. Nhưng mà Apple lại không thích chuyện này nha mọi người. Mọi người lưu ý là Apple rất là không thích chuyện này. Và ở dưới mà thấy service đó là nó nằm ở tầng native, hay là những cái như location nè, Bluetooth nè, audio á, thì nó vẫn phải thông qua cái RIP để nó xài, chứ bên JavaScript nó không làm được những chuyện này nha mọi người. Rồi, thì đó là ý về thì về giúp mình hot fix nhanh. Còn nhược điểm của React Native là gì? Thì nhược điểm của React Native á, thì thấy được chuyện rất là lớn là mình debug app React Native không hiệu quả. Mình sẽ cài thêm những cái tool như là Flipper nè, hay là React Native debug tool để mình giúp cho cái việc mà debug của mình nó sẽ trải nghiệm tốt hơn. Thì cái này là cái điều khá đáng tiếc của React Native. Ý tiếp theo là cấu hình thư viện hơi rườm rà. Thì đây là những cái năm mà 2019, những cái năm về trước thì cái việc mà React Native link thư viện nó khá là phức tạp đi. Mặc dù mình đã chạy câu lệnh đó rồi nhưng mà nó vẫn không có link được đúng như những cái mà mình muốn. Mình phải từng loại xuống dưới native, mình config thêm một cái thứ gì đó để nó chạy được cái library đó. Cho nên là cái React Native khi mà mọi người sử dụng nó hơi bị rườm ra cái chỗ cấu hình như vậy, và cái điều này làm mình không thích lắm. Và cuối cùng á, app size lớn, cái điều này không phải là chỉ riêng React Native đâu, mà là những cross platform framework nào cũng bị dính cái này. Thì nếu như cái app mọi người có đó, mọi người không tối ưu tốt á, thì cái app size dẫn đến rất là lớn, đặc biệt là bên iOS. Cho nên là này là một cái nhược điểm chung thôi, chứ không phải là một cái nhược điểm riêng gì của React Native cả. Rồi, thì mình đến phần của Flutter ưu điểm. Thì như mọi người biết rồi đó, thì nó chạy được trên mobile web desktop embedded system. Tiếp theo đó là Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart, một ngôn ngữ rất là dễ học, dễ tiếp cận. Thì nó, nếu như mọi người ai mà thích code hay OOP á, hay là ai có background từ Java chuyển qua, thì ngôn ngữ Dart nó gần giống như vậy. Và mọi người cảm giác như nó rất là dễ học, dễ tiếp cận cho người mới luôn. Và ưu điểm của Flutter là mạnh về animation, performance, ứng dụng cao. Ok, thì ý này đến cái phần mà kiến trúc của Flutter, mình sẽ nói rõ hơn cái điều này ha, cho tiếp trực tiếp với native. Và cuối cùng là cái DevTool. Thì DevTool mọi người thấy á, ở phần session trước của anh Sơn Đào á, có nói á, thì DevTool nó là một cái mà mình cực kỳ thích ở phần Flutter luôn. Vì á, là Flutter nó cho mình biết là ở đâu cái widget tree của mình á, cái widget mình đang rebuild nè, rồi cái network nè, cái block chỗ ứng dụng mình nó đang sinh ra là như thế nào, và nó là cái built-in luôn. Mọi người có thể chạy stack app và mọi người có thể chạy trên trình duyệt, mọi người xem thử những cái điều đó, thấy rất là thú vị và rất thích ở điểm này ở Flutter. Và hầu như là không chỉ riêng em đâu, mà những Flutter developer fan á thì họ cũng đều thích cái dev tool này. Tuy nhiên á, song song đó thì phải thẳng thắn một điều á, là Flutter nó cũng có những cái nhược điểm riêng của nó.
ví dụ là app size lớn, đặc biệt là iOS. Cái vấn đề này là vấn đề chung thôi, nhắc lại vấn đề chung của những platform network, cho nên là cái điều đó phải không có gì tránh khỏi được. Tiếp theo á, thì nếu mà mọi người sử dụng Flutter, mọi người bắt buộc phải học thêm một ngôn ngữ mới, đó là ngữ Dart. Thì hầu như em thấy mọi người có một số người khá là ngại học ngôn ngữ mới, nhưng mà tin em thì mọi người tiếp xúc với ngôn ngữ Dart á, nó rất là ngôn ngữ rất là dễ học, dễ tiếp cận luôn, chứ không có gì phức tạp cả. Và ý cuối cùng á, là cái điều này á, là điều em không thích ở iOS. Khi mà build iOS á, nó bị giật lag ở cái animation đầu tiên. Thì mặc dù là mình đã dùng những thứ như Reduce Shader Compile rồi, nhưng mà nó chỉ giảm bớt được phần nào thôi. Và nếu những cái business nào mà có khách hàng họ khắt khe một tí á, thì họ cảm giác không thích cái chuyện đó lắm. Vì lần đầu tiên á, mình nhấn một cái nút nó chạy animation nó bị giật một cái. Cho nên là và giật lần đầu thôi, nhưng mà những cái lần sau nó chạy rất là smooth nha mọi người. Mọi người lưu ý lại cho em phần này, rất là smooth. Nhưng mà cái trải nghiệm lần đầu không tốt á, nó cũng là một cái gì đó, nó cái nhược điểm nho nhỏ của Flutter. Và đây là cái cơ chế hoạt động của Flutter. Thì mọi người thấy nha, ở đây nó sẽ có hai phần, do app và platform. Thì cái code của Flutter nó được viết bằng Dart, một cái ngôn ngữ static language, thì nó gần như là native code rồi. Và mọi người để ý á, là cái tầng UI của Flutter nó được vẽ ở tầng Dart luôn, đó là widget rendering. Thì em hay nói vui á, là Flutter, đội ngũ team Flutter là những người đẹp tay đô, tại vì họ dùng một cái render engine, họ vẽ lại từng cái widget trên màn hình luôn, rất là hardcore nha mọi người. Chứ nó không có đi xuống native, nó kêu native vẽ nó cái view như là React Native. Cho nên này nó là một cái ưu điểm rất là lớn khi mọi người làm việc với Flutter. Và đó là lý do tại sao á Flutter performance cao hơn ứng dụng React Native là nằm ở chỗ đó, vì nó vẽ luôn ở tầng Dart rồi, vẽ UI ở tầng Dart. Và cái phần để nó giao tiếp với hệ điều hành á, nó thì nó sẽ đi thông qua cái thằng nó là platform channel, để nó xuống native, nó bật camera, nó request sử dụng Bluetooth location chẳng hạn, thì nó sẽ sử dụng platform channel. Và mọi người thấy á, nó nói chuyện như gần như là directly với hệ điều hành luôn, chứ nó không cần phải thông qua một cầu nào cả. Và tóm lại thì giữa Flutter và React Native, mình sẽ chọn cái gói platform nào? Thì mọi người thấy là không có cái nào là tốt nhất cả, cái nào nó cũng có sở hữu ưu điểm và nhược điểm riêng. Cho nên đó, những yếu tố mà để mình lựa chọn Flutter hay React Native cho mobile app của team mình đó, thì nó sẽ dựa trên những yếu tố như sau. Đó là về team đã. Team, ví dụ team thần về JS thì không thể nào mà chọn qua Flutter được. Mọi người nên sử dụng luôn cái React Native, tại vì nó rất là gần gũi với cái ngôn ngữ mọi người hay sử dụng. Nhưng mà không, nếu mà mọi người thích trải nghiệm qua Flutter thì cũng không vấn đề gì cả. Ngoài ra nó còn là tech stack như công ty đó. Và còn một thứ nữa là giải pháp nào nó sẽ phù hợp với ứng dụng của bạn. Thì giải pháp là đó, đây là ba cái yếu tố chính. Thì đối với những cái bạn mới và muốn học, muốn tìm hiểu về Flutter với React Native, thì em có chuẩn bị luôn một cái slide list ra những cái kênh YouTube để mọi người có thể tự học, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như vậy, để mọi người có thể ở nhà mình tự học và tự rèn luyện thêm kiến thức cho mình. Thì trên đây là những cái kênh YouTube mà em, nếu như mọi người muốn học về Flutter thì mọi người có thể coi những cái kênh sau. Đầu tiên là cái kênh Flutter, kênh này là kênh của Flutter, team Flutter họ làm luôn. Và tiếp theo là những kênh channel mà em thường xem. Và HW Education có một cái kênh riêng trên YouTube, và mọi người có thể vào đây mọi người học, có một cái series về Flutter, mọi người có thể tự học trên đây. Còn React Native thì sao ạ? Thì đây là những, mặc dù em đã không làm việc với React Native lâu rồi, nhưng mà đây là những cái kênh mà em vẫn theo dõi để cập nhật lên những cái tình hình của React Native nó như thế nào. Và những cái kênh này rất là hay nha mọi người, em khuyến khích mọi người xem. Đó. Và phần trình bày đến đây của em kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ,
Dạ, em xin được cảm ơn phần trình bày vừa rồi của anh ạ. Và có thể thấy giống như anh chia sẻ là không có cái nào là best choice đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta sẽ dựa vào nhiều yếu tố để có thể lựa chọn giữa native app hoặc là Flutter. Thì mặc dù đây là phần chia sẻ cuối cùng, nhưng mà em thấy là vẫn còn rất là đông những anh tài công nghệ vẫn nán lại và theo dõi cho đến giờ phút này. Có thể thấy là lượt view vẫn còn tương đối là ổn định ạ. Và hiện tại thì có một số những câu hỏi dành cho anh Tùng, nên là em xin phép được gửi câu hỏi đến anh ạ. Dạ, câu đầu tiên của bạn Kiều Võ như sau. Anh nghĩ sao về việc mà mình sẽ học native trước, sau đó mới học cross platform ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì điều này mình nghĩ là nó không phải là gì là bắt buộc nha. Ví dụ như mọi Dạ. người vẫn có thể học platform trước, mọi người chọn Flutter hoặc là chọn React Native để mọi người học. Thì mình thấy á, thì cái chuyện đó, thì khi mọi người nắm vững được cái Flutter hoặc React Native đó, rồi mọi người muốn improve cái kiến thức của mình lên, thì mọi người lúc đó mọi người sẽ bắt đầu học luôn tới Native. Thì đó là cái mình thấy là một con đường rất là dễ dàng cho mọi người. Dạ, em xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là phần trình bày vừa rồi của anh. Thật ra thì còn rất là nhiều câu hỏi luôn, tuy nhiên là do thời lượng chương trình có giới hạn á, nên là rất là tiếc. Chắc là hiện tại thì em xin được phép là chào anh tại đây, cũng như là xin được phép hẹn gặp lại anh ở những sự kiện tiếp theo của Top Dev. Và xin chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, thật là bình an, cũng như là mình luôn đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Cảm ơn bạn, cảm ơn mọi người đã nghe. Dạ, em cảm ơn anh Tùng ạ. Quý vị thân mến, không biết là quý vị còn nhớ tới vừa rồi anh Đào Hoàng Sơn, Technical Leader của Sitcom đã vừa trình bày phần chia sẻ của mình. Tuy nhiên là do thời lượng chương trình có giới hạn nên là anh Sơn cũng không thể nào có thể giải đáp được ngay cái thắc mắc của các bạn. Nhưng mà rất là may là anh Đào Hoàng Sơn đã đồng ý với chương trình là sẽ nán lại tới giờ phút này. Và thật sự là em xin thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn anh Sơn. Em xin được cảm ơn anh Sơn rất là nhiều vì đã dành thời gian của mình. Và thật sự là bây giờ là đã lố giờ trưa luôn rồi. Là xin cảm ơn anh và cảm ơn phần hỗ trợ rất là nhiệt tình của anh dành cho ban tổ chức ạ. Dạ, em xin được kết nối với anh ạ. Dạ, Nếu mà nãy có câu thì hỏi gì thì chắc là mình cũng rất vui để trả lời các bạn. dạ, em xin được gửi câu hỏi đến anh ạ. Dạ, câu đầu tiên như sau. Anh có biết về Kotlin multi-platform hay không? Và theo anh thì nó có tiềm năng so với Flutter hay không ạ? À? Đây là câu hỏi từ một sinh viên ở lĩnh vực Android developer. Anh nghĩ là cái Kotlin multi-platform là nó rất triển vọng luôn á. Tuy nhiên là cái cách tiếp cận của Kotlin thì là nó khác với Flutter và nó thiên về cái business logic, và nó sẽ không chỉ làm mình cái hay nhất của Kotlin multi-platform đó là mình có thể làm cái logic của mình chạy ở trên cả backend và frontend luôn. Thì về cơ bản thì cái ý tưởng nó rất là giống nhau, đó là mình dùng một cái code base và mình compile nó cho các cái target khác nhau. Thì nếu mà đặt câu hỏi là nó có tương lai không thì chắc chắn là mình thấy là nó rất là có tương lai, và nó còn có công ty JetBrains đứng đằng sau là công ty rất là mạnh nữa. Nên là đó là một công nghệ rất hay, và nếu mà bạn có thời gian thì bạn nên tìm hiểu cái công nghệ đấy. Dạ, đây chắc hẳn là một tín hiệu rất là đáng tích cực dành cho bạn ạ. Dạ, và một câu hỏi tiếp theo nữa là anh Sơn cho em hỏi là xu hướng trong tương lai các nền tảng cross-platform thì có phải là mục tiêu mà các doanh nghiệp đang hướng tới hay không? Và khi mà có React Native hay là mới nhất đây là có Flutter thì có được sự support rất nhiều từ Google thì theo anh thì như thế nào ạ? Đây là chia sẻ của một bạn dev của iOS. Mình nghĩ là với những cái app mà không có quá đòi hỏi về multimedia rồi livestream các thứ thì chắc chắn là dần dần người ta sẽ chuyển sang dùng cross platform, thậm chí là người ta có thể dùng là web. Bây giờ có cái công nghệ là progressive web app á, là có thể dùng thậm chí dùng React.js luôn chứ không cần cần thiết phải dùng React Native luôn á. Thì tại vì các công ty á, thì họ đâu quan tâm là cái tech stack của mình là gì, mà vấn đề quan trọng là cái app đấy nó phải sử dụng được. Và các thiết bị mobile các thứ thì càng ngày càng mạnh hơn rồi, và nó có thể làm được cái việc đấy. Thế nên là cross platform thì kể cả khi mà cái performance nó không tốt, không bằng native, nhưng nó đủ đáp ứng được nhu cầu thì người ta sẽ dùng, và mình nghĩ là nó có tương lai. Dạ, và câu trả lời vừa rồi thì em nghĩ là cũng giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn để dành câu hỏi về cho anh mà. Và trong phần trình bày vừa rồi của anh thì em thấy là anh chia sẻ rất là nhiều về Flutter. Thì có một câu hỏi đặt ra là anh cho em hỏi là liệu có một nhược điểm nào mà không thể khắc phục được của Flutter không ạ? Có một cái điểm yếu của Flutter đó là liên quan đến
Như mình cũng vừa nói luôn, đó là những cái ứng dụng mà liên quan đến multimedia là Flutter nó phải dùng một công nghệ nó gọi là platform view. Ví dụ như là mình muốn hiển thị một cái bản đồ Google Maps chẳng hạn đấy, thì cái bản đồ này nó sẽ không không phải là do Flutter render mà nó sẽ do một cái thư viện native render, nên là nó sẽ bắt buộc phải dùng cái công nghệ platform view. Và cái công nghệ platform view nó như một cái cầu nối ấy, giữa hai cái ecosystem khác nhau, và nó có một nó ảnh hưởng đến performance của app. Thế nên là với những cái app mà dùng multimedia, dùng map thì mình sẽ không bao giờ recommend họ dùng Flutter. Thì đấy là điểm yếu thôi, chứ là hiện tại thì có thể là về sau năm sau họ sẽ có cách fix cho nó performance tốt hơn chẳng hạn thế, nhưng mà hiện tại là như vậy, tình hình hiện tại. Dạ, và em xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Và chắc là bây giờ cho em xin phép hỏi anh thêm một câu nữa được không ạ? Dạ, câu hỏi của một bạn khán giả là: anh ơi, cho em hỏi là với người dùng mới thì em thấy blog đang được dùng khá nhiều ở Việt Nam mình, nhưng mà trên cộng đồng nói chung á, thì lại recommend là report nhiều hơn, thì theo anh thì nên recommend cái nào hơn ạ? Cái này theo mình thì nó là sở thích thôi, chứ cũng không nhất thiết là mình sẽ phải dùng cái nào tốt hơn. Như mình á, mình vẫn dùng blog, dùng provider, rồi dùng tất cả GetX các thứ, cái state management á. Thì cái này là do sở thích và do cái code base, cái project đấy trước giờ nó dùng cái gì thì mình dùng tiếp cái đấy thôi. Chứ mình đừng cái mình khuyến cáo các bạn là đừng dùng cái personal preference của mình mang vào cái project mới, tại vì nó sẽ làm cho cái project nó loạn hết cả lên, và lúc thì cái màn hình này dùng một cơ chế này, lúc thì mà cơ chế khác rất là khó để maintenance. Thì lúc nãy mình có nói là một một câu hỏi mà các bạn beginner lúc nào hỏi là Flutter thì dùng state management gì, thì chắc chắn là để cái hỏi này lúc nào lặp lại. Thì như mình câu hỏi câu trả lời của mình á là bạn quen dùng cái gì thì dùng cái đấy, nhưng mà phải ưu tiên cái project nó đã dùng cái gì thì mình cũng dùng theo cái đấy, còn về personal thì mình dùng blog và provider. Dạ, và em xin cảm ơn anh ạ. Với những chia sẻ vừa rồi qua phần Q&A cộng với phần trình bày của anh, thì em nghĩ là quý khán giả đã có cho mình một cái nhìn toàn diện hơn về Flutter cũng như là những nền tảng liên quan. Và rất là ngại luôn thì cảm ơn anh một lần nữa. Xin cảm ơn anh Hoàng Sơn rất là nhiều vì đã dành thời gian cho chương trình cũng như là hỗ trợ ban tổ chức. Và hiện tại thì em thấy là cũng đã quá giờ trưa rồi, thì em xin phép cảm ơn anh rất là nhiều và chắc là xin được khép lại phần Q&A ở đây ạ. Dạ, em xúc xin chúc cho gia đình của mình cũng như anh Hoàng Sơn thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và đặc biệt là bình an ạ. Dạ, em xin chào anh ạ. Dạ. Phần Q&A vừa rồi của anh Hoàng Sơn cũng đã khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta. Và quý khán giả đừng quên là chúng ta còn tiếp tục vào ngày mai, ngày 26 tháng 8 và ngày 27 tháng 8. Và bắt đầu là từ lúc 8:30 đến 12 giờ sáng. Và nếu như các bạn thấy buổi chia sẻ ngày hôm nay hữu ích thì ban tổ chức cũng rất mong là các bạn có thể giới thiệu sự kiện này cho bạn bè và đồng nghiệp của mình để cùng nhau lan tỏa kiến thức đến toàn bộ những người quan tâm đến công nghệ các bạn nha. Và đừng quên là nếu quý anh chị nào của chúng ta chưa đăng ký nhận slide sự kiện thì hãy nhanh tay đăng ký bằng cách là click vào banner ưu đãi bên phải của khu vực chat và để có cơ hội vinh ngay cho mình những phần quà với giá trị lên tới là 20 triệu đồng các bạn nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai tại sự kiện Việt Nam Mobile Day 2021 Intelligent Heart với những chủ đề hấp dẫn tiếp theo.